Chiều ngày 16 tháng 7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe tải và xe máy khiến cả 4 người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại đoạn ngã tư giao giữa đường DH05 và đường liên xã Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới hai ô tô và một xe máy. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hoài Đức đã có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng địa phương huyện khẩn trương điều tra làm rõ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định xe tải mang biển kiểm soát 88C28849 đi trên đường DH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai. Khi vừa đi qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu thì phần đầu xe đâm vào thùng xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 29C59775. Sau va chạm, xe tải biển số 29C59775 húc vào một xe máy do một phụ nữ điều khiển chở theo 3 người con. Hậu quả cả 4 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Dù áp thấp nhiệt đới đã tan nhưng miền Bắc vẫn tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to do chịu nhiều hình thái thời tiết gây mưa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ tái diễn sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi. Dự báo hôm nay cho đến chiều 17 tháng 7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 17 tháng 7, khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ 18 tháng 7, mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở nơi trũng thấp. Đáng lưu ý, từ 18 đến 20 tháng 7, sau khi mưa giảm ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng đón mưa lớn cục bộ trở lại, nhất là Hà Giang, tâm điểm mưa lớn và sạt lở đất thời gian qua. Trưa 16 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện đề nghị hai công ty Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang vận hành điều tiết mực nước hai các hồ chứa để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Số liệu quan trắc cho thấy vào hồi 9 giờ sáng nay 16 tháng 7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,67m, lưu lượng đến hồ là 4.456 m³/giây, lưu lượng xả 3.926 m³/giây. Mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,46m, lưu lượng đến hồ 673 m³/giây, lưu lượng xả 673 m³/giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh cho công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 16 giờ chiều 16 tháng 7. Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16 giờ chiều 16 tháng 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị hai doanh nghiệp Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo cho các bộ ngành có chỉ đạo ứng phó. Liên quan đến khối công trình trái phép thuộc tòa nhà câu lạc bộ gốc Đồi Cù tại Đà Lạt đã bị xử phạt vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. Mới đây, UBND phường 1 thành phố Đà Lạt đã ban hành việc cưỡng chế công trình tòa nhà bắt đầu diễn ra vào ngày 17 tháng 7 do chủ đầu tư công ty Hoàng Gia DL không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm đúng theo quyết định của UBND thành phố Đà Lạt ban hành ngày 10 tháng 6. Theo đó, việc tháo dỡ được tiến hành từ ngày mai 17 tháng 7. Phần công trình phải cưỡng chế gồm có khối tiếp đón quy mô một hầm một trệt, cao gần 12 mét, tổng diện tích xây dựng là hơn 3.300 m2. Khối dịch vụ gốp quy mô 3 tầng, cao gần 20 mét, tổng diện tích xây hơn 17.000 m2. Trong tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, chi phí tháo dỡ gần 29 tỷ đồng, phần còn lại để trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất bị xây sai phép. Tòa nhà sân gốp Đồi Cù do công ty cổ phần Hoàng Gia DL làm chủ đầu tư, bị chính quyền phát hiện sai phạm xây dựng hơn một năm trước. Chủ đầu tư bị phạt 240 triệu đồng, thu giữ giấy phép, phải tháo bỏ phần xây dựng vi phạm.
Công tác tháo dỡ lẽ ra thực hiện cách đây hơn một tháng, nhưng trì hoãn để doanh nghiệp xây dựng phương án đảm bảo an toàn. Đến nay, kinh phí xây dựng dự án chưa được chủ đầu tư công bố. Thưa quý vị, liên quan tới dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định công trình xây trên 5.600m2 đất rừng phòng hộ, theo quy định không được làm dự án sân gốp. Đơn vị này cũng nhận sơ suất khi đã đề xuất cho chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất nói trên ở đồi cù. Từ đó, Ủy ban nhân dân Lâm Đồng trình để Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng. Thưa quý vị, liên quan tới vụ nổ sáng 16 tháng 7 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 7 người bị thương, cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do nổ khí ga tại căn shop house nằm trong tòa nhà The City Life. Theo thông tin chính thức từ Ủy ban nhân dân phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16 tháng 7 đã xảy ra một vụ nổ khí ga tại căn shop house nằm trong tòa nhà The City Life. Căn nhà này đang được sửa chữa thành một nhà hàng và chuẩn bị được đưa vào khai trương. Sức ép từ vụ nổ khiến 7 người bị thương, toàn bộ hệ thống trần thạch cao tầng 1, 2 của nhà hàng bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét, hư hỏng nhẹ các nhà bên cạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vĩnh Phúc đã điều 2 xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Chỉ huy đơn vị cho biết một nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong shop house, nhận định ban đầu có thể do rò rỉ khí ga. Thưa quý vị, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, với gần 200.000 ca đột quỵ mắc mới mỗi năm, đã trở thành gánh nặng cho ngành y tế và xã hội. Việc cập nhật những nghiên cứu khoa học mới trên thế giới có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp các bác sĩ nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Theo đó, trong chương trình ký kết hợp tác chiến lược 3 bên Bayer Việt Nam, Hội đột quỵ thành phố Hà Nội, Đại học Oxford diễn ra mới đây tại Hà Nội, sẽ là tiền đề để thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong điều trị dung nhĩ và đột quỵ, cải thiện những khoảng trống trong thiếu hụt dữ liệu về căn bệnh không lây nhiễm này, từ đó giúp nhân viên y tế nâng cao được năng lực chẩn đoán và điều trị. Nhìn chung thì nhiều bác sĩ ở Việt Nam chưa nhận thức được cái vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong việc hỗ trợ các cái thực hành điều trị hàng ngày. Hầu hết thì mọi người chỉ quan tâm đến việc điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, một trong những cái rất quan trọng mà giúp cho nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị cũng như cập nhật các cái kiến thức đấy là nghiên cứu khoa học. Nhận thức được cái điều này thì hội đã phấn đấu sẽ triển khai nhiều các cái chương trình thiết thực giúp cho các cái bác sĩ, đặc biệt các bác sĩ trẻ trong các cái lĩnh vực đột quỵ trên địa bàn Hà Nội và tương lai có thể ở nhiều các cái tỉnh thành để cập nhật các cái phương pháp nghiên cứu, từ đó có thể ứng dụng các cái kết quả nghiên cứu mới nhất cho vào thực hành lâm sàng, chăm sóc điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ. Chiến lược của chúng tôi là luôn chủ động đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, đơn vị có cùng chung chiến lược trong vấn đề chăm sóc y tế tại Việt Nam. Đây là một hợp tác đẩy mạnh lên một tầm cao mới hợp tác quốc tế. Thông qua hợp tác này, chúng tôi muốn thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu, phân tích dữ liệu khoa học để có góc nhìn đầy đủ trong điều trị dung nhĩ và đột quỵ, cải thiện những khoảng trống trong thiếu hụt dữ liệu. Thông qua đó, chúng ta sẽ hỗ trợ đội ngũ y tế nâng cao chuyên môn, cũng như đưa ra những quyết định y khoa chính xác hơn dựa trên những phân tích dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những số liệu của Việt Nam vào các nghiên cứu lâm sàng của mình. Chúng tôi gọi là hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn cho cộng đồng y khoa, giúp cộng đồng y khoa Việt Nam khẳng định vị thế của mình đối với quốc tế. Sự hợp tác của Bayer Việt Nam, Hội đột quỵ thành phố Hà Nội, Đại học Oxford lần này sẽ mở ra cơ hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ y tế ở Việt Nam có thể đưa ra những quyết định điều trị chính xác và hiệu quả dựa trên những bằng chứng khoa học. Nhờ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cập nhật và công bố dữ liệu khoa học, từ đó giúp nâng cao vị thế và tăng cường đóng góp của cộng đồng y khoa trong nước đối với khu vực và quốc tế. Đột quỵ là nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây ra tàn tật và phổ biến thứ ba gây tử vong tại Việt Nam. Để điều trị đột quỵ, nhồi máu não cần phải phát hiện sớm và can thiệp kịp thời mới có khả năng cứu sống được bệnh nhân. Phòng ngừa đột quỵ đang là một thách thức rất lớn và khó khăn. Khuyến cáo chung về thời gian vàng trong thời gian đột quỵ là 6 giờ. Do vậy, nên phải xử trí tình trạng đột quỵ cho bệnh nhân càng sớm càng tốt.